vào lúc 18:30 chiều ngày 2 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Buriram. Buổi tập này có một sự khác biệt rất lớn so với lúc mới đến. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra rất vui và không còn mang vẻ mặt khó chịu nữa. Sau vài tiếng nghỉ ngơi và tranh thủ ngủ tại khách sạn Morena, đến 18:10 chiều ngày 2 tháng 6, tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ở Buriram. Thay vì tập trong khuôn viên Chang Arena, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng nhau đến tập ở sân vận động trung tâm tỉnh Buriram. Đầu tiên, các trợ lý và huấn luyện viên thể lực Park Sung-win đã lên sân sớm hơn đội bóng khoảng 20 phút để bố trí các dụng cụ tập luyện. Khi đội bóng bước vào sân, mọi thứ đã sẵn sàng ở trên mặt cỏ lá kim, được cắt tỉa tuyệt đẹp. Ở phần đầu buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo như thường lệ đã gom cả đội lại. Lần này ông đặc biệt hài lòng khi đội tuyển sau nhiều tháng xa cách, lần đầu tập trung lại vẫn giữ được sự gắn kết. Hình ảnh Hồng Duy ôm Văn Kiên thân thiết tâm sự, Xuân Trường khoác vai Quế Ngọc Hải, Công Phượng liên tục cười nói với các đồng đội khiến cho ông Park rất an tâm. Tôi rất vui khi các bạn sau một thời gian chia tay cùng tập trung lại đây vẫn giữ được tình cảm, sự gắn kết và vui vẻ với nhau. Đó là điều rất quan trọng tạo nên bản sắc của đội tuyển Việt Nam. Tinh thần đó giúp cho chúng ta gặt hái những thành công vừa qua. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục gắn kết, hỗ trợ nhau và vì nhau như thế này để chinh phục King Cup và những mục tiêu xa hơn. Đặc biệt, sau đó huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các tân binh của đội tuyển quốc gia dưới thời mình tự đứng ra giới thiệu. Tuấn Anh bẽn lẽn mong mọi người cùng nỗ lực cố gắng vì mục tiêu chung. Thủ môn Văn Toản liên tục gãi đầu gãi tai, tôi mới lên mong mọi người hỗ trợ. Đáp lại, toàn đội rất vui vẻ chào đón Tuấn Anh, Văn Toản, Văn Kiên, Tấn Sinh, Nguyên Mạnh. Đó đúng là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn khi tuyển Việt Nam luôn cần làm mới bằng những gương mặt mới như thế này. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng cho biết là anh rất tự tin khi trở lại đội tuyển Việt Nam để đối đầu với Thái Lan tại King Cup. Tại King Cup lần này, đội tuyển Việt Nam có 3 thủ môn. Người được đánh giá là có khả năng cạnh tranh với Đặng Văn Lâm chính là thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, theo Đặng Văn Lâm thì anh không quan tâm đến vấn đề trên mà chỉ tập trung tập luyện để có thể thi đấu tốt nếu ra sân. Việc lựa chọn ai bắt chính sẽ là do huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định. Buổi tập chiều nay của đội tuyển Việt Nam chỉ kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau hành trình di chuyển khá dài, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ để hồi phục. Tin vui mới là ông Park và các thành viên đội tuyển Việt Nam đều đảm bảo thể lực tốt. Buổi tập diễn ra trong không khí rất vui vẻ và thoải mái. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ít ngày tới là một trận cầu đặc biệt với Văn Lâm. Thủ môn của tuyển Việt Nam đang bắt chính tại câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan. Trận đấu tới sẽ chứng kiến Văn Lâm đối đầu với nhiều đồng đội cùng câu lạc bộ. Vì vậy, Văn Lâm khẳng định, đội của tôi có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại đội tuyển Thái Lan. Tôi mong điều đó có thể giúp ích được cho mình trong trận đấu. Nếu được ban huấn luyện hỏi, tôi sẽ trả lời các thông tin về đối thủ. Bên cạnh Văn Lâm, hai thủ môn Việt Nam được triệu tập đợt này là Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản. Trong đó Nguyên Mạnh là đàn anh, từng bắt chính trong khi Văn Lâm dự bị ở AFF Cup 2016. Sự trở lại của Nguyên Mạnh hứa hẹn mang tới cho Lâm Tây một cuộc cạnh tranh chưa từng thấy. Văn Lâm nói đây là đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện hết mình, còn ai được ra sân thi đấu thì đó là do huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện quyết định. Thủ môn tuyển Việt Nam cũng tỏ ra không đồng tình với những quan điểm đánh giá thấp King Cup. Anh tin rằng mọi trận đấu của tuyển quốc gia Việt Nam đều quan trọng, kể cả khi mà King Cup chỉ là giải giao hữu. Văn Lâm khẳng định mình và đồng đội sẽ chiến đấu hết khả năng vì màu cờ sắc áo Việt Nam trên đất Thái Lan. Trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan này thì đội tuyển Việt Nam lần đầu sử dụng bộ thiết bị hỗ trợ công nghệ cao. Nhiều tuyển thủ Việt Nam tỏ ra bỡ ngỡ và chưa thành thạo với cách dùng của thiết bị này trước thềm King Cup. Huấn luyện viên thể lực Park Sung-win cũng đã tới sớm để chuẩn bị sắp xếp các dụng cụ tập luyện. Bộ thiết bị công nghệ Optimize X4 lần đầu tiên được tuyển Việt Nam sử dụng ở đợt tập trung lần này. Đây là sản phẩm công nghệ nhằm theo dõi chỉ số tập luyện và thi đấu của các cầu thủ. Nhiều tuyển thủ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với bộ sản phẩm này. Sản phẩm này có một con chip và kết nối với máy tính chủ cho phép ban huấn luyện theo dõi chỉ số của các cầu thủ ngay tại buổi tập. Đây là một thiết bị công nghệ cao được các đội tuyển như Iran, Nhật Bản hay là Jordan đã sử dụng ở Asian Cup 2019. Và với sự hỗ trợ của thiết bị đặc biệt này, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với ban huấn luyện sẽ đưa ra được những quyết định chính xác cho từng cầu thủ ở giải lần này. Trong cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan thì hàng công của đội tuyển Việt Nam được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ đóng vai trò quan trọng ở trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn kinh nghiệm của anh Đức hay là sức trẻ của Công Phượng.
Vai trò trung phong cắm có ý nghĩa quan trọng với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của phù thủy Park Hang-seo. Nói một cách chính xác hơn, vị trí này là người dẫn dắt, truyền nguồn cảm hứng cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam, thi đấu thăng hoa, xuất thần. Tiền đạo mũi nhọn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ săn bàn mà còn phải đóng vai trò số 9 ảo, làm tường cho các đồng đội, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo điều kiện cho đồng đội từ tuyến 2 dâng lên để ghi bàn. Thực tế là tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng nhiều phương án cho vị trí trung phong này. Ở AFF Cup 2018, Việt Nam là đội có hàng tấn công mạnh thứ nhì, nổ súng tới 15 lần, trong đó tiền đạo chủ lực là Nguyễn Anh Đức đã ghi 4 bàn thắng. Đáng chú ý là 2 trong số 4 pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt. Đội trưởng Bình Dương đã mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 ở trên sân Bacolod trước Philippines, trận bán kết lượt đi. Ấn tượng hơn cú sút vô lê một chạm của Đức Eto ở trong trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình trước Malaysia đã đem về chiếc quán quân cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đóng góp của anh Đức cho lối chơi của tuyển Việt Nam chưa dừng lại ở con số thống kê đơn giản đó. Khả năng làm tường, lôi kéo hàng thủ đối phương và góp phần tạo cơ hội cho các đồng đội như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức tỏa sáng. Tại Asian Cup 2019, khi Nguyễn Anh Đức tạm rút lui để nhường chỗ cho các đồng đội trẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn Nguyễn Công Phượng cho vai trò trung phong cắm. Công Phượng không có thể hình cao to như đàn anh Nguyễn Anh Đức, thế nhưng bù lại Công Phượng lại có khả năng giữ bóng tốt, nền tảng kỹ thuật điêu luyện. Khả năng giữ bóng đột phá của tiền đạo này đã nhiều lần khiến cho hàng thủ đối phương phải điêu đứng. Công Phượng đã ghi 2 trong tổng số 5 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, chứng minh anh là tiền đạo mũi nhọn hợp cách, xứng đáng lĩnh sướng hàng tấn công của Rồng Vàng. Thể thức thi đấu tại King Cup 2019 chỉ có 2 trận đấu, trong đó trận đầu tiên trước Thái Lan sẽ mang về yếu tố then chốt. Đây là trận cầu mà đội tuyển Việt Nam phải tử chiến với người Thái. Chính vì vậy, tiền đạo nào đảm nhận vai trò chủ lực ở trên hàng công sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng chung cuộc. Trong trường hợp huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đánh phủ đầu tràn lên trên phần sân của người Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc thì rất có thể kinh nghiệm của Nguyễn Anh Đức sẽ có đất dụng võ. Về phong độ hiện tại, Đức Eto nhỉnh hơn Công Phượng với 3 bàn thắng tại V-League và 2 tình huống nổ súng ở AFC Cup. Nếu phù thủy Park Hang-seo chọn chiến thuật thận trọng thì Nguyễn Công Phượng sẽ đá chính để nhằm tận dụng nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền đạo này, quấy rối và bào mòn thể lực của hàng phòng ngự Thái Lan. Công Phượng với duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan sẽ được thầy Park cân nhắc. Sự ăn ý của Nguyễn Công Phượng với các đồng đội như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Minh Vương sẽ góp phần nâng tầm đẳng cấp ở trong các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam. Tại M150 Cup thì chính Nguyễn Công Phượng đã lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan, giúp cho U23 Việt Nam đánh bại kỳ phùng địch thủ cuối năm 2017, sau đó mở ra triều đại thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Phía đội tuyển Thái Lan cũng cho thấy họ đang dồn tổng lực để chiến đấu với đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 2 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã thông báo huấn luyện viên Sirisak Yorathai đã quyết định trao băng đội trưởng cho tiền đạo Terasin Dangda trước ngày bóng lăn ở King Cup 2019. Tin đồn ban đầu khẳng định là tiền đạo Terasin Dangda nhiều khả năng ngồi ngoài vì dính chấn thương. Thế nhưng trong danh sách cuối cùng do huấn luyện viên Yorathai đã công bố vào ngày 2 tháng 6 thì Terasin Dangda vẫn góp mặt. Chiều ngày 2 tháng 6, tuyển Thái Lan đã họp đội để bầu các chức danh cho chiến dịch King Cup 2019. Và tiền đạo Terasin Dangda đã giữ băng đội trưởng của voi chiến. Ba đội phó của tuyển Thái Lan là hậu vệ Theraton Bumathan, thủ môn Kawin Thamsachanan và người cuối cùng là Siurak Tesung Noen. Theo nhận định của tờ The Goal báo Thái Lan thì Terasin Dangda nhiều khả năng sẵn sàng cho trận mở màn King Cup 2019 để gặp đội tuyển Việt Nam hôm 5 tháng 6. Đó sẽ là 90 phút đặc biệt với cá nhân Dangda vì đã cán mốc 100 trận khoác áo đội tuyển Thái Lan từ năm 2007 đến nay. Terasin Dangda sẽ là cầu thủ thứ 5 ra sân ít nhất 100 trận cho voi chiến. So với danh sách dự kiến góp mặt King Cup 2019 của Thái Lan thì chỉ có trường hợp của Chanathip Songkrasin miễn cưỡng rời khỏi giải vì bị dính chấn thương. Không có Chanathip, gánh nặng trên vai Terasin Dangda càng lớn. Và tính đến nay, Terasin Dangda đã ghi 43 bàn thắng sau 99 trận ra sân cho tuyển Thái Lan. King Cup 2019 là giải đấu giao hữu, song nó lại có tầm quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, Curacao, thậm chí là cả Ấn Độ trên bảng xếp hạng của FIFA.
Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Yorathai đã đặt quyết tâm là phải thắng đội tuyển Việt Nam bằng mọi giá. Vị thuyền trưởng của Thái Lan đã chia sẻ với tờ Siam Sport, một tờ thể thao hàng đầu Thái Lan, rằng toàn bộ cầu thủ tuyển Thái Lan đều nóng lòng bước vào trận gặp đội tuyển Việt Nam. Đó có thể là 90 phút phân định ai là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Và trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5 tháng 6 trên sân vận động Chang Arena, tỉnh Buriram.